Kính thưa quý vị và anh chị em, lúc 8 giờ 20 sáng thứ Bảy 24 tháng 5, Đức Thánh Cha đã ra phi trường Fiumicino của Roma để lên đường sang thủ đô Amman. Chào đón Đức Thánh Cha tại phi trường có Đức Hồng Y Pietro Parolin là quốc vụ khanh tòa thánh và Đức Tổng giám mục Angelo Becchio là phụ tá của Ngài. Cả hai vị cùng đi với Đức Thánh Cha sang thánh địa. Chuyến tông du hải ngoại lần thứ hai của Đức Thánh Cha cũng diễn ra tương tự như chuyến đi thứ nhất sang Brazil. Trời nắng đẹp và Đức Thánh Cha tự mình xách chiếc cặp lên máy bay. Phát biểu với các phóng viên trên máy bay, Đức Thánh Cha nói Ngài cảm thấy như tiên tri Daniel trong Kinh Thánh đang hướng đến hang sư tử. Ý muốn ám chỉ chuyến thăm của Ngài đang đưa Ngài đến một khu vực luôn luôn bất ổn bởi những hố sâu chia cách chính trị và tôn giáo. Tuy nhiên Đức Thánh Cha nói thêm rằng tôi cảm thấy như Daniel, nhưng bây giờ tôi biết rằng những con sư tử này sẽ không cắn. Mặc dù có những khuyến cáo của các lực lượng an ninh do đàn, Tòa Thánh giải thích rằng chuyến đi đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco đến Trung Đông là một cuộc hành hương cầu nguyện. Vì thế Ngài không dùng các xe chống đạn và cũng không cần đoàn hộ tống với xe cảnh sát mở đầu. Sau 3 giờ 45 phút bay, Đức Thánh Cha đã đến sân bay Hoàng hậu Alia ở Amman. Từ trên máy bay đi xuống, Đức Giáo Hoàng đã được hai trẻ em trong quốc phục Jordan chào đón Ngài với những bó hoa uất kim hương là quốc hoa của Jordan. Đón Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay là Hoàng tử Ghazi bin Muhammad, là người phụ trách ủy ban đối thoại với Kitô giáo trong chính quyền Jordan. Đức Thánh Cha và Hoàng tử đã nói chuyện với nhau trong 10 phút trước khi Đức Giáo Hoàng rời phi trường để đến cung điện Hoàng gia cách đó 38 km. Đông đảo dân chúng vẫy cờ Jordan và Vatican và các biểu ngữ chào đón Ngài khi chiếc xe hơi chở Ngài từ phi trường đến cung điện Hoàng gia. Tại đây, Đức Thánh Cha Francisco đã được chào đón bởi vua Abdullah đệ nhị và Hoàng hậu Rania cùng với 4 đứa con của họ. Trong khi đó, đông đảo các Kitô hữu đã đứng chặt trên những chuyến xe bus để di chuyển đến sân vận động Amman, nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ vào lúc 4 giờ chiều. Mặc dù chỉ có 250.000 người Jordan tự nhận mình là Kitô hữu, trong một quốc gia có đến 7 triệu người Hồi giáo, Thủ tướng Abdullah Nasser cho biết chuyến thăm sẽ cho thấy Jordan là một ốc đảo của hòa bình trong một khu vực hỗn loạn của máu chiến tranh và đàn áp. Lúc 19 giờ, Đức Thánh Cha đến Bethany để viếng thăm sông Jordan, nơi Chúa Giêsu đã được Thánh Gioan tiền hô rửa tội. Nơi đây cũng sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Thánh Cha với đại diện của 600.000 người tị nạn Syria và những người trẻ khuyết tật.